Hello, xin chào tất cả mọi người. Và trong video này thì Linh sẽ hướng dẫn mọi người cách lập cái tài khoản Taobao ở trên app điện thoại nha. Và trước tiên thì mọi người lập thì hãy giúp Linh mở cái app Taobao lên nha. Ví dụ ở đây trên màn hình các bạn sẽ thấy là cái app Taobao của Linh nó nằm ở đây. Và Linh sẽ bấm vào nó nha. Rồi, và vào trong này thì cái giao diện nó cũng sẽ giống như các bạn thấy ở đây. Đó, các bạn sẽ thấy cái giao diện nó giống như vậy. Và các bạn bấm vào cái nút có cái hình, cái nút cuối cùng ở cái màn hình này, cái đáy góc bên phải màn hình. Các bạn kích vào đây nha. Kích vào đây. Đó, thì lúc này nó sẽ hiển thị ra một cái màn hình yêu cầu bạn đăng nhập như vậy. Và các bạn chọn giúp Linh cái nút màu cam ở đây này. Đó, nó có bốn cái chữ màu cam cam đây, kích vào đây nha. Đó, đây là đăng ký. Và bạn sẽ đầu tiên là bạn chọn cái đầu này, giúp Linh là 84. Đây là mã nước của Việt Nam. Các bạn kéo dưới cùng luôn. Kéo cực kim dưới cùng thì các bạn sẽ thấy có một cái chỗ là cộng 84 vào đây, các bạn chọn này. Đó, và sau đó điền số điện thoại của mình vào đây. Điền số điện thoại. Thì ví dụ như là ở đây cái số của Linh nó là số đầu là 03. Thì các bạn nhớ là số Việt Nam các bạn cần phải bỏ số 0 đầu tiên đi. 09 thì ghi là 9, 03 thì ghi là 3. Bỏ số 0 đi luôn nha. Đó, 0348 này. Đó, thì các bạn bỏ số 0 đi nhá, ghi 348 760 916. Đó, ok, và sau đó các bạn chọn vào tích vào cái nút ở đây, đồng ý với điều khoản và ấn nút màu cam để đăng ký. Chờ một lát thì nó sẽ có khoảng 60 giây để gửi mã về. Đôi khi cũng có thể là do mạng thì nó sẽ dẫn đến bị chậm nha. Bây giờ thì Linh đã nhận được mã rồi. Mã là 3964. Ok, đó các bạn chờ nút là nó sẽ vào đây luôn. Ok, vậy là bạn đã đăng ký được một cái tài khoản xong rồi đấy. Được chưa? Và chỗ này nó sẽ có tên thông tin của tài khoản của bạn này. Ở đây nó có một hình cái bút này, các bạn có thể kích vào đây này. Đó, có thể ghi một cái gì đó vào đây cũng được, nhưng cái này cũng không cần thiết đâu, được chưa? Đó, thì tùy thôi. Và chỗ này nó có phần cài đặt ở đây, ấn nút cái đầu tiên này luôn. Đó, cài đặt. Và các bạn kích vào cái dòng đầu tiên này. Đó, tiếp nữa ở đây nó sẽ có một cái phần là ví dụ như cái tài khoản của Linh ở đây nó ghi là TB nick gạch dưới này TKX này, thì các bạn có thể kích vào đây sửa được cái thông tin này. Đây nó giống như một cái nickname ấy, thì các bạn có thể điền là ví dụ như là điền là Linh chẳng hạn, đúng không, hoặc là điền họ tên của bạn, cái gì đó đều được hết nha. Ok, và sau đó bạn ấn nút màu cam đây để lưu lại. Đó, vậy là đã xong rồi đó. Đấy là sửa thông tin cá nhân thôi, hoặc là bạn cũng có thể vào lại kích vào cái này để update cái avatar của mình lên. Đó, chọn avatar gì đó đều được nhá. Ok chứ ạ, rất là đơn giản.